Giấy phép để sản xuất được cái thành rượu thì nó cũng qua nhiều bước. Thứ nhất là xét nghiệm để đủ 24 tiêu chuẩn của Sở Y tế, là được một cái giấy phép đó và đưa lên công bố cái sản phẩm đó. Sau đó là sang bên Sở Công Thương để xin cái giấy phép đủ điều kiện sản xuất. Về cái ngành sản phẩm rượu thì thực ra nếu mà làm chuẩn, làm cẩn thận, chất lượng thì mới xin được cái giấy phép này. Còn bình thường nếu như mà để xin cái giấy phép sản xuất rượu, nếu con người sản xuất cái rượu này không có tâm, không có đức và làm không cẩn thận, không bao giờ xin được một cái giấy phép này. Với anh thì anh là một cái hộ đã từng xin giấy phép, thì anh thấy là cái việc mà đáp ứng được rườm rà không? Cái này thực ra thì thủ tục của mình cũng hơi nhiều. Đấy. Để xin được một cái giấy phép nó qua rất nhiều bước. Đấy, chứng minh được nguồn gốc đầu vào, cho nên nó rất là nhiều cái chứng minh, nào là chứng minh chai này, chứng minh củ quả kích này, chứng minh nhiều nhiều sản phẩm lắm, tức là mình phải chứng minh được tất cả những sản phẩm mà có trong cái sản phẩm này, thì nó rất là dài bước để mà tìm được những cái chứng minh đó cho nó phù hợp thì mới công bố được cái sản phẩm này. Nó rất là dài bước, nó không 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 dễ làm. Là một doanh nghiệp đã đầu tư chi phí, thời gian và quy trình sản xuất để đạt chuẩn, và giờ anh đang phải cạnh tranh với những doanh nghiệp ở với những cái cơ sở sản xuất nhỏ lẻ mang đến bên ngoài, cơ sở truyền thống, thì khó khăn gì nữa? Thực ra để mà khó khăn thì bây giờ là khó khăn nhất là doanh nghiệp của mình đã như thế là làm những cái giấy công bố này đấy, thì nó rất là nhiều cái chi phí. Thế mà để cạnh tranh với cái những cái hộ gia đình tự ngâm, tự sản xuất không có giấy phép đó thì nó cũng là một cái cạnh tranh không lành mạnh. Giá thành của người ta sẽ rẻ hơn của mình, bởi vì chi phí của mình là doanh nghiệp nó rất là cao. Đấy, cho nên mình không cạnh tranh nổi. Có khả năng tiếp cận như thế nào, mình có cạnh tranh
bởi vì là cái rượu đó nó rất là rẻ. Đấy, nó không đủ tiêu chuẩn. Đấy. Thì anh em bắt đầu em là khi mà chúng tôi chào hàng cho các nhà hàng hay các cửa hàng họ bán thì họ thích. Tức là khi mình đến tiếp cận các nhà hàng đấy thì cái các nhà hàng người ta toàn nói là những cái sản phẩm này là sản phẩm của người ta tự ngâm, nhưng thực chất mình nghĩ đây là không phải là cái rượu này là người ta tự ngâm mà người ta mua cái nguồn rượu không đảm bảo chất lượng về để người ta bán cái sản phẩm đó để nó nợ nhuận của người ta nó cao hơn với những cái sản phẩm của bên mình sản xuất. Có nghĩa là khi anh tiếp cận các nhà hàng, các cửa hàng tạp hóa thì họ thích mua của những cơ sở truyền thống hơn những cơ sở nhân thì đã thực hiện được không? Đúng rồi, cái này tức là các nhà hàng người ta mua những cái sản phẩm của cái hộ sản xuất không có giấy phép thì giá thành người ta rẻ hơn, đúng không? Người ta bán giá thành nợ nhuận của người ta cao hơn so với lại cái doanh nghiệp của mình bán ra thì người ta chỉ được ăn cái nợ nhuận rất là thấp bởi vì chi phí của doanh nghiệp cao thì giá thành của sản phẩm của mình cao, bán ra thị trường là khó cạnh tranh, không cạnh tranh nổi được với lại các cái hộ sản xuất không rõ nguồn gốc. Là người đã sản xuất kinh doanh rượu rất nhiều năm rồi thì anh thấy là với những cái giá bán chỉ là 10.000 đến mấy nghìn chiếc rượu ôi rượu là theo anh là liệu có với giá thành đấy thì một hộ họ có thể sản xuất được cái rượu không? Theo tôi đấy thì là một lít rượu mà bán 15-16 nghìn thì cái điều đó thì tôi nghĩ là không đúng, bởi vì tôi hạch toán ngay cho các đồng chí thấy một cân gạo ít nhất cũng phải là 12 nghìn đấy, cộng men cộng công nhân chi phí sản xuất đấy, thế mà bán 15 nghìn một cân kg gạo chỉ sản xuất được một lít rượu. Vậy thì tôi đặt một câu hỏi rằng tại sao một cái lít rượu đó lại rẻ thế? Bởi vì đây là một lít rượu mình đã từng khả nghi nó là rượu không chuẩn. Đó, một cân gạo mới được một lít rượu mà một kg gạo này nó đã là 12.000 đồng cộng với này chi phí men cộng chi phí sản xuất đủ các thứ công